Rồi, xin chào tất cả các bạn học sinh khối 10. Như vậy thì trong clip hôm nay thì mình sẽ bữa trước thì mình đã quay cho các bạn xong cái phần lý thuyết của cái chuyên đề bài toán hỗn hợp rồi phải không ạ? Và mình đã cho các bạn một ví dụ và các bạn ví dụ đó thì các bạn sẽ tự giải. Như vậy thì trong clip hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn ở trong cái bài số 2 và bài số 5 nhé. Thì hôm nay mình chỉ quay các bạn trong một clip ngắn thôi, tại vì mình quay đêm, với lại sáng ngày mai mình cũng có việc đi học nữa nên là mình cũng tranh thủ quay cho các bạn luôn nhé. Ok, trong quá trình học thì bạn nhớ nhấn like, comment tích cực để ủng hộ mình, và nhớ chia sẻ thật là nhiều để ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài số 2 nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái bài số 2 này nhé. Cho 17,6 gam hỗn hợp Fe và Cu áp dụng đủ đủ với dung dịch 2L4 98%. Đun nóng thu được 8,96 lít khí SO2. Đó. 8,96 lít khí SO2 và điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy thì H2SO4 thu nóng này, đun nóng này chứng tỏ đây chính là 2L4 thì các bạn đặt nóng đúng không? Như vậy sản phẩm ta thu được chính là SO anh SO2 này. Đó. Câu A người ta yêu cầu chúng ta là viết phương trình hóa học tính thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp ban đầu. Được chưa nào? Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ giải quyết trước câu A nhé. Rồi, câu A ở đây người ta cho 17,6 gam hỗn hợp sắt và đồng. Sắt và đồng đúng không? Như vậy chúng ta sẽ viết phương trình trước nha. Rồi viết phương trình trước chúng ta có là Fe cộng với H2SO4 đặt nóng nha, nhớ là đặt nóng được chưa? Như vậy thì sản phẩm chúng ta thu được chính là gì? Sản phẩm chúng ta thu được ở đây chính là Fe thôi. Như vậy thu được ở đây chính là Fe 2SO4 tất cả 3 lần khi sản phẩm đun nóng ha. SO4 tất cả 3 lần cộng với nước và cộng với gì? Cộng với chính là SO2. Đúng chưa ạ? Đó. Tiếp tục đồng. Chúng ta viết hết quy trình thì chúng ta đã cân bằng xong được. Cộng H2SO4 đặt nóng. Đậm đặc ha, có đun nóng. Chú ý đây chúng ta có nhiệt độ nhé. Như vậy sản phẩm chúng ta thu được là CuSO4 cộng với H2O và số 2 nhé. Và cộng với SO2. Rồi, chúng ta cân bằng nhé. Ở đây chúng ta cân bằng đây 2. Và đây là 2 nước này, đúng không? Như vậy 2 đây là 2. Được chưa? Đó. Được chưa các bạn? Rồi như vậy thì khi đó còn đối với sắt mà cộng với 2L4 đặt nóng á thì đây chúng ta từ từ nha. Như vậy thì ở đây chính là Fe, như vậy thì nó sẽ là 2 này. Ở đây là 2 sắt đúng không ạ? Cân bằng nha. Rồi cân bằng từ chờ tí xíu. Như vậy đây là 2 này. 6 đúng không? Rồi tiếp theo đó chính là gì? 26 và đây là gì? Rồi còn 6 nước đúng không? 6 nước và đây là 6 nước và đây là 3 3SO2 đúng không ạ? Rồi. Sau khi chúng ta cân bằng, ở đây thì vi số 6 thì không có chỗ nhé các bạn, không đủ chỗ. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Người ta yêu cầu chúng ta là tính thành phần phần trăm khối lượng đúng không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta chưa biết cái số mol của Fe và Co là bao nhiêu, chúng ta có thể tính được khối lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ gọi x và chúng ta gọi y lần lượt là số mol của Fe và Cu đúng không? Thì khi đó chúng ta có số mol của lưu huỳnh nó sẽ là 3 3x, số mol của SO2 phía dưới nó chính là gì? Là y đúng không? Và đơn vị đây là mol. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trình bày này. Ta nhìn nha. Cái bài số 2 này. Bạn thấy đây chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành
trình bày ra gọi x và y đúng không ạ, lần lượt là cái số mol của CU và FE. Thì khi đó chúng ta có một phương trình, từ đó chúng ta mới có phương trình tổng khối lượng, tổng khối lượng của hỗn hợp kim loại đúng không? Từ đó ta có phương trình hỗn hợp của kim loại, đó chính là gì? Nó chính bằng khối lượng của sắt đúng không? Khối lượng sắt là 56 nhân cho số mol của X. À, nhân cho số mol của Fe là từ từ. Đúng không? Số mol đây là Y cộng với gì? 65 X bằng mấy? Nó chính bằng là xin lỗi các em, chỗ này là Fe và CU nhé. Rồi đây sẽ là 56X này. Rồi đây là X nhé. Rồi còn đây là Y này, cộng 65Y. Như vậy thì tổng khối lượng của nó chính bằng bao nhiêu các bạn? 17,6. Đây các em nhìn thấy không? Như vậy nó chính bằng 17,6. Như vậy chúng ta có phương trình 1. Bây giờ tiếp theo là chúng ta liên quan tới SO2, chúng ta sẽ suy ra số mol của SO2 để chúng ta tìm ra tổng số mol của hỗn hợp đúng không ạ? Số mol hỗn hợp của hai phản ứng. Số mol của SO2 thì ở đây người ta cho chúng ta là bằng mấy các bạn? 8.96 đúng không ạ? Như vậy nó sẽ bằng là V của nó là 8.96 chia cho 22.4. Như vậy bằng, mình sẽ nháp nhé. Rồi chờ thầy tí xíu. 22.4. Rồi. Giờ chờ thầy tí xíu thầy nháp nhé. Chờ thầy xíu tại thầy không có máy tính. Không nè. 224 đây là 4 đúng không? Như vậy kết quả của chúng ta nó sẽ bằng là 0.4 mol nhé. Bằng 0.4 mol. Như vậy thì tổng hỗn hợp số mol của nó chính là gì? 0.4 mol. Như vậy thì khi có số mol SO2 rồi thì từ đó, từ cái phương trình số 2 này này, như vậy từ đó ta có phương trình, phương trình của chúng ta chính là gì? Số mol của SO2 từ phản ứng 1 là 3 đúng không? 3x đúng không ạ? Như vậy nó sẽ là 3x cộng y giờ bằng 0 phẩy mấy? 0.4. Như vậy thì từ 1 đúng không ạ? Từ 1 và 2 thì ta có hệ phương trình, từ đó ta sẽ giải hệ phương trình ra. À, dưới này là 3x cộng y bằng 0.4. Ở trên chính là gì? Ở trên đó chính là cái phương trình 56x đúng không ạ? Cộng 65y thì bằng nó chính bằng 17,6. Ok chưa ạ? Rồi. Bạn thông cảm nhé, camera mình có thể sẽ pin hơi mờ. Như vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra, chúng ta giải x và y. Rồi, giờ chờ tôi xíu nhé. Tôi sẽ giải hệ phương trình rồi lát chúng ta quay lại. Ok. Rồi, thầy xin lỗi các em nhé. Tại hồi nãy thầy dạ chờ lâu, tại vì là thầy giải có vẻ như có một số chỗ thì thầy bị nhầm. Các em mong các em thông cảm. Ở đây cái chỗ này chúng ta chú ý nhé. Ở đây thầy đặt x mol đây, tại vì đây có 2 Fe thì số mol của SO2 chỗ này nó phải là 3/2x nhé. 3/2x. Rồi. Do thầy sửa một số chỗ thì nó bị sai. Nhưng nên hồi nãy thầy giải hệ phương trình á nó bị lỗi các bạn. Nha. Rồi. 3/2x cho các bạn. Như vậy thì sau khi chúng ta giải hệ phương trình, và thầy còn một lỗi chỗ nữa, chỗ này là cái khối lượng riêng của anh CU là 64 nhé. Như vậy từ đó chúng ta có cái hệ phương trình mới đây này các em. Thầy đã sửa lại các em rồi nhé. Đó. Như vậy thì từ đó sau chúng ta tính thì kết quả nó sẽ ra x bằng 0.2 và y 0.1. Như vậy từ đó chúng ta sẽ tính khối lượng của đợt Fe nhé. Mình ta có M và Fe thì bằng là 56 nhân cho x chúng ta là 0.2
bằng là 11,2 gam. Và m của Cu thì bằng là 64 nhân 0,1 thì bằng 6,4 gam. Bây giờ ta tính C% về khối lượng của Fe thì bằng là 11,2. Chúng ta chia cho 17,6 nhân cho 100. Và các em tự tính nhé. Và C% m của Cu bằng là 6,4 chia cho 17,6 nhân cho 100. Phần này các em sẽ tự tính nhé. Đó, thầy sẽ không tính cho các em đâu. Đó, cho nên các em tự giải quyết từ cái chỗ này. Các bạn nói chưa ạ? Rồi, chúng ta sang câu B nhé. Rồi, câu B nha. Rồi. Câu B người ta yêu cầu chúng ta là tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% đã dùng. Như vậy thì ở trong cái bài trước, cái câu A mà chúng ta đã giải á, thì ở đây các em có thể nhìn thấy cái câu A của chúng ta đây là gì? Cái phương trình của chúng ta đây. Khối lượng bây giờ tính khối lượng dung dịch 2SO4 đã dùng thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tìm được số mol của H2SO4 trong phương trình 1 và số mol của 2SO4 trong phương trình 2. Sau đó chúng ta lấy cả hai này cộng lại, đúng chưa ạ? Lấy hai này cộng lại thì nó sẽ ra được một cái lượng hỗn hợp của 2SO4. Sau đó chúng ta tiếp tục làm gì? Chúng ta sẽ tìm cái khối lượng, đúng không? Đúng không ạ? Sau khi chúng ta tìm khối lượng của từng anh một sau cộng lại thì sẽ tính được khối lượng chung của 2SO4. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấy gì? Chúng ta lấy khối lượng đó nhân cho đây, nhân cho C% và chia cho 100. Như vậy thì chứng tỏ anh này nó sẽ ra. Các em hiểu rõ chưa ạ? Nên mình ghi sẵn công thức cho các bạn đây. Và chúng ta sẽ tự nhớ nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính toán. Rồi, bạn nhìn thấy đề ạ. Rồi bây giờ chúng ta giải nhé. Đầu tiên chúng ta có là ta có cái số mol của số mol H2SO4 ở phương trình thứ nhất thì bằng là nó chính bằng là đây. Vậy thì nó sẽ là x nhân 6 chia cho 2 thì vậy số mol 2SO4 đây chính là 3x, đúng không ạ? Chính bằng là 3x bằng 3 nhân cho 0,2 bằng 0,6 mol. Rồi chúng ta suy ra khối lượng của 2SO4 thứ nhất bằng là 0,6 nhân 98 thì bằng, chúng ta sẽ lấy máy tính bấm nhé. Rồi máy tính nè. Đây nha. 58,8 gam. Được chưa? Sau đó chúng ta tính tiếp số mol của 2SO4 trong phương trình 2. N của H2SO4 ở phương trình thứ 2 thì chính bằng là 2y. Đúng ạ, thì bằng 2 nhân 0,1 bằng 0,2 mol. Rồi chúng ta suy ra cái khối lượng của anh thứ hai, 2SO42 thì bằng là 0,2 nhân cho m lớn của 2SO4 là 98, chính bằng là 19,6, đúng không ạ? 19,6 gam. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cộng cả hai anh này, suy ra m chung 2SO4 bằng với là gì? 58,8 cộng cho 19,6 bằng. Rồi chúng ta tiến hành bấm ngay nhé. 58,8 cộng 19,6 đây, 78,4 gam.
Rồi. Sau chúng ta sẽ thành tính tính khối lượng ha. Tính khối lượng mà 2^4 98% đã dùng. Như vậy suy ra M 2^4 98% thì bằng với gì? 78,4 nhân 98 và chia cho 100. Chúng ta bấm máy nhé. Rồi, chúng ta sẽ bấm máy bên này đi. Bấm máy bên này cho em nhìn nhé. 78,4 nhân 98, đúng không ạ? Rồi ta chia cho 100. Như vậy nó sẽ bằng là 76,832 gam. Được chưa các bạn? Đây, 76,832 gam. Đó, đây chính là cái bài câu B của cái bài số 2. Đấy, cái đề bài đấy ha. Được chưa? Đó. Đây, cái quả đây. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nhé. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục với bài tiếp theo ở trong clip tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Clip sau mình sẽ quay các bạn bài số 5 nhé. Rồi, bye bye.